đã đến New York, chớ dại mà ghé qua những nơi ám ảnh đến rợn cả sống lưng này. Nhiếp ảnh gia Paul Barret đã ghi lại những khoảnh khắc nơi bị con người lãng quên theo một phong cách mới, khiến những nơi này trở nên u ám đến rợn người. Một tòa nhà bỏ hoang tại bệnh viện Civil, đảo Staten. Bệnh viện được xây dựng vào năm 1905 và đóng cửa vào năm 1970. Một phần của tòa nhà hiện nay là nơi ở của những người bị tâm thần. Đây là những gì còn lại của con đường đến bệnh viện Civil. Những người già yếu, không người thân sẽ dành quãng đời còn lại của mình tại nơi này. Một tòa nhà đáng sợ, đổ nát tại Farm Colony, Staten Island. Ban đầu nó được xây dựng cho một dự án trồng rau cộng đồng nhưng đã bị bỏ hoang vào năm 1975. Vào những năm 1970, nhiều trẻ em đã bị mất tích tại nơi này. Những ngôi mộ được dựng lên khiến nơi đây trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Vùng đất Fort Wadsworth được sử dụng cho các mục đích quân sự từ thế kỷ 17. Một pháo đài Hà Lan được dựng lên ở đây vào năm 1636. Cây cầu Verrazzano đẹp mơ màng trong chiều tà, nhưng khuất sau đó là những bí ẩn ghê rợn không ai dám bén mảng tới. Từ khu cách ly của bệnh viện nhập cư trên đảo Ellis, người ta có thể nhìn thấy tượng nữ thần tự do. Nơi này hiện nay đang cấm mọi người đến vì những nguy hiểm có thể rình rập khắp nơi bên trong bệnh viện này. Bức ảnh bí ẩn về nghĩa trang Greenwood ở Brooklyn gần giống như bối cảnh một bộ phim giả tưởng. Bên trong công viên trung tâm của New York là một nơi khiến người xem cảm thấy như đang lạc lối vào một thế giới ma quái. Bức ảnh này được chụp tại bãi biển Prince Bay, thường được gọi là Vịnh Princess hoặc Vịnh Prince. Người dân nơi đây thường xuyên gặp phải những tình huống kỳ lạ không thể giải thích được. Pháo đài Butterwick trên đảo Staten là một tòa nhà cũ kỹ cổ xưa, nằm bên cạnh vùng biển nước chảy xiết. Đây là một phần của thị trấn Richen. Bây giờ nó trở thành một bảo tàng lịch sử với hơn 130.000 hiện vật, có nhiều bộ sưu tập cổ đại có từ thế kỷ 17. Phía sau những tòa nhà chọc trời, du khách có thể tìm thấy những khu chung cư với những cầu thang thoát hiểm rỉ sét như thế này. Đây là nhà thờ chính tòa thánh đường St. Patrick trong khu phố Nolita, nơi có rất nhiều hầm mộ bí ẩn bên trong.